Thưa quý vị, những năm gần đây, nữ giới Đài Loan và Hàn Quốc theo trào lưu chủ nghĩa độc thân ngày càng tăng cao. Trong khi đó, thì tỷ lệ kết hôn cũng đang trên đà giảm mạnh. Nhiều nam giới Hàn Quốc muốn lấy vợ thì phải đến các nước như là Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan để tìm đối tượng. Xu hướng này cũng tương tự với Đài Loan. Nhiều cô gái trong độ tuổi từ 20 tuổi đến 30 tuổi đến từ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã có mặt tại một khách sạn với tâm trạng vừa hồi hộp lại vừa mong đợi. Vì ngày hôm đó, họ gặp gỡ những người đàn ông Hàn Quốc rất có thể trở thành người chồng tương lai của họ. Người phụ trách trung tâm mai mối hôn nhân ở Hàn Quốc hàng tháng đều đi lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Lần này sẽ hỗ trợ tìm giúp ông Trịnh, 40 tuổi, là nông dân, một người vợ tương lai. It's difficult to find a wife in South Korea. I'm getting old and it doesn't get easier with time. Marriage is seen as important. Everyone around me keeps telling me it's time to settle down. Ở Hàn Quốc, kết hôn ngày càng khó hơn. Hàng năm có khoảng 16.000 nam giới Hàn Quốc phải tìm vợ người nước ngoài. Theo số liệu thống kê năm 2023, ở Hàn Quốc có gần 1/3 người hôn phối nước ngoài đến từ Việt Nam. Ông Trịnh vừa mới xuống máy bay đã đi thẳng tới khách sạn tham gia buổi gặp mặt. Người phụ trách đã bố trí nhân viên phiên dịch đi cùng. Ông Trịnh chỉ có 10 phút để trò chuyện với một cô gái được xem mắt. Sau đó, ông phải đưa ra quyết định luôn. Chắc không có thể. Em có thích anh không? Sau khi ghép đôi thành công thì trung tâm mai mối sẽ lập tức sắp xếp những bước tiếp theo. Cặp đôi sẽ bước vào lễ đường trong 24 giờ sau buổi gặp mặt. Từ khi đặt chân Việt Nam tới lúc làm hôn lễ, ông Trịnh phải trả tổng cộng khoảng 250.000 đại thể. Cuối cùng đã cưới được vợ đưa về Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngoài việc phải mất thời gian 7 tháng để đợi thủ tục cấp visa, hai bên còn phải khắc phục vấn đề rào cản văn hóa, ngôn ngữ. I'm very happy I found my other half. But I'm also very worried about going to a country where I don't have any friends. I don't know the culture. I have to start from scratch. I've been told that life is better there. That's why I chose to leave. Ở Hàn Quốc có mức lương trung bình cao gấp 5 lần Việt Nam. Thay vì nói lấy chồng vì tình yêu, thì nhiều phụ nữ Việt Nam xác định được gả đến nơi có cuộc sống tốt hơn, nhưng phải vượt qua sự thách thức về rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa. Theo thống kê của Hàn Quốc, có tới 42% các cuộc hôn nhân quốc tế xảy ra vấn đề bạo lực gia đình, khiến tỷ lệ ly hôn lên tới 60%, khi tỷ lệ kết hôn những người Hàn Quốc và người Việt Nam ngày càng gia tăng. Xã hội Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế bắt đầu coi trọng vấn đề nhân quyền của người nhập cư nước ngoài. Trước tình trạng hôn phối nước ngoài bị bạo lực gia đình, chính phủ Hàn Quốc đã thành lập 28 cơ sở bảo vệ trên toàn quốc, cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu để giúp cư dân mới hòa nhập với xã hội Hàn Quốc.